Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh YouTube Lương Hà Lô Bài. Ngày hôm nay có một con xe Binchi hàng chính hãng, con này là Binchi Sprint, con này là hàng trưng bày nhá, hàng mới 100% hàng trưng bày, cái con này xách bên Nhật về nha anh chị nhá, mua được cả showroom của hãng Binchi tại bên Nhật luôn. Con này thì các anh chị nếu mà anh có cái size nó hơi lớn một chút, nó là size 55 của hãng Binchi, tương đương với dòng đứng như này. Mình đo là dòng đứng của hãng, mỗi một hãng thì size số nó đo là sẽ khác nhau một chút đấy các anh chị nhá. Đứng của hãng mỗi một hãng thì size số nó đo là sẽ khác nhau một chút đấy các anh chị nhá. Đây 55 này, dòng đứng này là 50 này. Dòng ngang này là 53 này. Đấy 53, có nếu anh chị nào đo thì cũng là 53 hoặc 535, tùy theo cách đo mỗi người một khác nhau. Thì với cái size như thế này thì tầm 1m75 đi thì rất là ok luôn. Tầm 1m75 đi thì hết nước chấm luôn. Con Binchi Sprint này thì phải nói là ngon hết nước chấm, và giá quan trọng, giá khá là tốt. Giá này em đang công khai giá luôn là 67 triệu. Thì giá này em bảo đảm là rẻ hơn anh cho anh chị mua tại hãng, tại Việt Nam thì ít nhất phải được khoảng mười mấy 20 triệu. Mà xe như xe mới 100% luôn, bảo đảm hàng chính hãng. Nếu anh chị nào phát hiện một cái gì nhái không đúng chính hãng, em đền một gấp đôi luôn. Thì em sẽ chi tiết cho anh chị xem, con này chỉ là hàng trưng bày tại showroom người ta trưng bày thôi. Có nếu mà có lăn bánh là chỉ lăn bánh trong showroom của người ta thôi, mới cả em rong ra rong vào là cái bánh này là rong ra rong vào tại cửa hàng thôi đó. Thì là cái xe để chưa không có một vết chầy vết xước gì cả, rất là đẹp luôn, toàn bộ đồ nó vẫn là nguyên zin nguyên bản, không có thay thế gì cả. Đây bê đan cũng bê đan của Binchi này. Con này nó sử dụng gúp phanh dầu, đây gúp phanh dầu Shimano 7020, vì nó là phanh dầu nên nó giá là cao, là do đó là gúp phanh dầu, nếu là lúc phanh má thì nó sẽ rẻ hơn nhiều đó. Phanh dầu Shimano 7020 này, đấy full nguyên gúp này, duy nhất này bao gồm tay lắc này, đùi đĩa 105 7020 nó chỉ để thể hiện phanh thôi nhá. Không có anh chị lại bảo tại sao mày bảo group 7020 mà sao đùi vẫn 7000. 7020 hay 7050 nó chỉ thể hiện các cái phanh, hoặc là nó là đời, ví dụ là 7050 thì nó sẽ là gúp điện, thì nó sẽ là ấy, như các đùi đều là 7000 hết nhá các anh chị nhá. Đó lên cái đùi đĩa, à, gạt đĩa cũng là liên tục được. Cái gạt đĩa của nó là gạt đĩa Maximalo 105R7000 luôn này. Cụ đề 105R7000, líp cũng 105R7000. Duy nhất cái line là line xích của nó là line xích KMC 11 tầng, dòng xích KMC 11 tầng cũng rất là ngon. Con này thì được hãng nó trang bị bộ bánh phanh đĩa full cum racing 818. Bộ bánh phanh đĩa racing này nói chung là để mới mua lẻ, con bánh này cặp bánh nhôm, như nó là nhôm siêu nhẹ, rất là nhẹ luôn. Dòng của full cum này thì cái thương hiệu rất là lớn rồi. Toàn bộ cái khung sườn như này là sản xuất tại Đài Loan này, đều có tem của nó, tem hàng chính hãng, cái tem made in Taiwan, hoặc là các cái tem hàng chính chống giả chính hãng ở dưới gầm khung thì chúng ta có thể kiểm tra các cái đó là một này. Đó, và bánh cũng là sản xuất tại Đài Loan luôn này. Đấy, dàn gầu thì đối với Mustang bao giờ nó cũng sử dụng cái bố Binchi, bao giờ nó cũng sử dụng cái thằng này để cọc yên thế. Đó, còn yên thì nó sử dụng C-Royal, dòng yên này là hai màu, rất là đẹp luôn. Với tầm tiền này, giá tiền này thì các anh chị, để nói thật luôn là tại thời điểm này, group Shimano đắt như này, các anh chị đi ráp một con xe mà phanh đĩa mà của thương hiệu khung của Trung Quốc cũng phải gần bằng tiền này rồi, cũng phải đầu 60 triệu, bởi vì group 105 7020 bây giờ giá thị trường nó vào khoảng 25 triệu. Con Binchi Sprint này ngoài cái size của nó là size lớn, nó hơi kén người, là về tầm chiều cao khoảng 1m75, gần 75 thì đi nó mới hợp mới đẹp thôi, còn chẳng có cái điểm gì để chê ở đây cả. Với tầm tiền này, tài chính này, được một con xe sở hữu thương hiệu Binchi thì các anh chị biết đến rồi, một trong những thương hiệu đắt nhất của Ý, ngoài Colago ra Binchi là một thương hiệu rất là đắt. Binchi rất ngon và rất đắt, vì vậy là khi mà các anh chị mà có đủ điều kiện mà tầm tài chiều cao và hợp như này thì không thể bỏ qua cái con Binchi Sprint này được. Giá hợp lý, đồ ngon, chất lượng, bảo đảm hàng chính hãng, có giấy tờ hẳn hoi luôn, con này mua bên Nhật và có giấy tờ luôn. Đó, các anh chị nếu thích thì hãy để lại số điện thoại, có duy nhất một con thôi nhá. Em về được đúng duy nhất một con này. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video.